Đúng là chị, nhưng mà bây giờ cũng đang dừng lại chỗ ở cái này. Mời anh Tú cũng như nhau, mời livestream ở đâu ta? Anh Tú từ chối rồi kia, thấy chưa? Xin lỗi chị, tắt like sẽ block. Sau này mọi người sẽ không thấy tôi follow những thứ thiếu nữa.